Em chưa làm gì hết đây. Em chưa làm gì hết, chưa gội đầu, chưa gì 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 hết luôn. Không có đồ mặc luôn. Đi sửa chưa? Hello mọi người. Bạn 6 giờ sinh nhật rồi đi trang điểm. Sáng nay mình chuẩn bị hết xong rồi mình qua đó trang điểm xong mình qua quán luôn. Hello mọi người nhá. Chị chào Dương Diễm Bông nè, chào Dương, chào Dũng Bùi, chào Nguyễn Quân. Hello mọi người trong live nhá. Mọi người, bạn nào thấy Huyền thì bạn comment lên cho Huyền thấy các bạn nè. Chiều hôm nay thì Huyền sẽ tặng 500 phần quà cho tất cả những bạn nào đang xem livestream và tương tác với Huyền nha. Chị chào Linh Huệ, chào Quỳnh Mai, chào tất cả mọi người, chào em Nabi. Bạn nào đang ở trong live các bạn thấy Huyền các bạn comment lên cho Huyền chào các bạn nhá. Chị có thấy Heo Nabi này, chị có thấy Thủy Thủy này, chào Thị Vân, chào Linh Huệ, chào tất cả mọi người nhá. Chị làm ở Sài Gòn em ơi, chị làm ở Sài Gòn nha Thu Huyền. Hello mọi người, chị có thấy Heo Nabi nha. Trên tay chị là những cây son dưỡng môi Alice. Đây là dòng son dưỡng môi cực kỳ là hot ở trên thị trường nha. Dòng này ở thị trường thì có giá là 120.000 một cây. Mọi người nếu như mà mọi người mua ở ngoài livestream này, mọi người sẽ mua là 120.000 một cây như thế này. Dòng son là thỏi son của nó như vậy nha. Màu của nó là màu hồng nhạt. Em ơi, hôm đó bảo tặng son mà mãi chưa nhận được. Chị ơi, bên em đã rep tin nhắn của chị chưa ạ? Bên em nào bên nhân viên bên em đã check tin nhắn của chị chưa? Thẩm mỹ bên chị làm xấu lắm em ơi, đừng có làm. Cái này là chị khuyên thật lòng, nếu như mọi người mà làm mũi nơi chị làm thì chắc chắn là sẽ hối hận đấy. Bạn bè của chị làm bao nhiêu người đều bị hư, 4 năm bạn bè của chị làm đều bị hư, bên đấy chị cũng hư nhưng mà nó hơi bị lệch thôi chứ còn đỡ hơn mấy bạn kia. Chị đang tính làm lại, em mà qua chỗ đấy làm là chị mang tội đấy. Rồi, trên tay Huyền là những cây son dưỡng môi Alice. Dòng son này nó có giá là 120.000. Phí ship là 35.000, tức là 155.000 cho một cây son như thế này. Nhưng mà ở trong livestream này nha, chị sẽ không bán hàng mà chị sẽ tặng quà cho tất cả mọi người. Với điều kiện, mọi người nhớ nha, share livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Share livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Bạn nào đã chia sẻ rồi nào? Nãy giờ có bạn nào đã chia sẻ chưa ạ? 100% cây son này 100% làm từ thiên nhiên nha. Như là sấp ong này, dầu argan này, dầu dừa này, dầu gấc này, vitamin E. Toàn là những thành phần giúp da môi của chúng ta căng bóng mịn màng. Căng bóng mịn màng trị dứt điểm tình trạng khô môi, thâm môi sau vài ngày sử dụng nha. Nếu như kể cả những bạn nào được nhận quà bên Huyền hay là những bạn mua hàng bên Huyền phát hiện ra cây son này không trị dứt điểm tình trạng khô môi, sau 2 ngày sử dụng Huyền sẽ đền tiền cho mọi người. Đó là đền cho mọi người 1 triệu đồng luôn, kể cả những bạn nhận quà nha. Những bạn nào đã chia sẻ rồi nào, có nha em. Ngày hôm nay thì chị sẽ tặng phần quà có giá là 120.000 nhưng phí ship 35.000. Phí ship này là phí ship đồng giá cho tất cả các bạn. Đồng giá là 35.000 thì mọi người sẽ được nhận một cây son như thế này. Tất nhiên là chị chỉ tặng son thôi, còn phí ship là mọi người phải chịu cho chị, đúng không? Những bạn nào, bây giờ những bạn nào đã chia sẻ rồi thì comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại. 35k cộng số điện thoại. Đây là son dưỡng môi Alice. Có cam tươi không chị? Có nha em. Nhưng đó là dòng son kem. Lì còn son chị đang tặng đây là son dưỡng màu hồng nhạt nha. Bây giờ bạn nào đã chia sẻ rồi thì comment cú pháp 35k cộng số điện thoại. Các bạn phải comment 35k cộng số này. Chị đọc tên đến người nào thì người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị vào Facebook chị đang livestream. Mọi người comment nào, bây giờ mọi người bắt đầu comment để Huyền tặng quà nha. 35k cộng số điện thoại của mọi người.
Chia sẻ vào ổ nhóm rất là dễ nha mọi người. Mọi người ấn vào góc phải của màn hình có chữ chia sẻ, sau đó nó hiện lên là chia sẻ nhóm. Sau đó hiện lên là chia sẻ nhóm nhá. Rồi bắt đầu tặng quà nha. Bùi Dũng một cây này. Dũng Bùi một cây này, Dung Bùi chứ. Từ Thị Ngọc này, Từ Thị Ngọc một cây. Chị ơi em được nhận quà rồi, nhắn tin trả lời rồi. Được nha Trương Thị Quỳnh Mai ơi, như vậy là em đã được nhận quà rồi. Mà do là số lượng quà nó quá nhiều nên là mọi người thông cảm về cái vấn đề ship quà cho mọi người nhá. Nó sẽ tới muộn hơn là so với mọi người mua hàng. Bình thường mọi người mua hàng nếu như ở Hồ Chí Minh thì 1 đến 2 ngày nhận được, còn ở tỉnh thì 3 đến 4 ngày. Nhưng vì mọi người nhận quà, số quà nó quá nhiều nên là quà nó sẽ đi chậm hơn nhá. Hạnh Hiệp một cây này, tặng cho Hạnh Hiệp một cây. Hạnh Hiệp một cây rồi. Thảo Lê một cây. Đọc đến tên người nào thì người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook Quyền đang livestream nhá. Thị Vân một cây. Thị Vân một cây này. Heo Nabi một cây. Heo Nabi một cây. Đọc đến tên người nào thì người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. Còn ai chưa có tên thì tiếp tục comment 35k cổng số thoại em đang sử dụng quà của chị Tằng nè. Đỡ môi đỡ tâm lạc. Cảm ơn bạn Trà My nhá. Khi nào dùng hết mà cần thì cứ liên hệ với bên chị nhá. Rồi mọi người tiếp tục chia sẻ livestream cho Huyền. Chia sẻ vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Đây là son dưỡng môi Alix nha. Dòng son này nếu như mọi người mua ở ngoài thị trường sẽ có giá là 120.000. 120.000 một cây. Và nếu như mà mọi người cộng gặp phí ship nữa là 155.000 cho giá trị một cây son như thế này. Nhưng ngày hôm nay em chỉ tặng và không bán, chỉ tặng và không bán. Với điều kiện mọi người chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó comment cú pháp 35k cộng số điện thoại. Comment cú pháp 35k cộng số điện thoại nha. Đọc tên đến người nào, người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Còn chưa được đọc tên thì tiếp tục comment cho chị 35k cộng số điện thoại. Bạn nào đã được đọc tên rồi, đã nhắn tin rồi thì vẫn ở lại livestream này. Đi ra khỏi live chị hủy đơn quà. Mọi người ở lại trong livestream này và comment tương tác với chị bằng cách chấm phẩy. Sau đó tag tên bạn bè người thân của mình vào để cùng nhận quà với mình luôn nha. Bây giờ chị sẽ tiếp tục tặng quà. Bạn nào chưa được đọc tên thì tiếp tục comment lại cho chị nè. Hoài Thanh một cây. Chị tặng cho Hoài Thanh một cây này. Ngọc Ánh một cây này. Ngọc Ánh một cây này. Hạt bắp lùn một cây. Hạt bắp lùn Ngọc Ánh nhắn tin cho chị. Hạt bắp lùn một cây. Hạt bắp lùn Ngọc Ánh nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Không đi ra khỏi livestream cuối giờ Huyền điểm danh. Bé Thủy một cây này. Đi ra khỏi livestream Huyền sẽ hủy đơn quà. Bé Thủy cũng nhắn tin cho chị nha. Hoài Thanh rồi. Cô Chủ My này. Tặng cho cô Chủ My một cây. Cây này nếu như mọi người mua ở ngoài livestream sẽ mua giá là 120.000. Thành phần của nó hoàn toàn là từ tự nhiên nha. Lương Thúy một cây này. Lương Thúy Thảo Di. Thảo Di nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Bạn nào đã nhắn tin đã gửi thông tin địa chỉ rồi thì không được đi ra khỏi livestream. Thì không được đi ra khỏi livestream. Nếu như mọi người đi ra khỏi livestream thì mình sẽ hủy đơn quà. Ok em nha. Em nhận được son rồi, son giải thích lắm chị ạ. Cảm ơn bạn Ngọc Minh. Cảm ơn Ngọc Minh nhiều nha. Trà My Nguyễn nè. Trà My Nguyễn một cây. Thảo Di có rồi em nhá. Quỳnh Diễm một cây nè. Em nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Chị có thấy nhung bờm nhá. Chị có thấy nhung bờm. Mày khều cho tao biết nói lại ra với. Nhung bờm một cây nè. Luân Liễu một cây nè. Đọc tên đến người nào thì người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Bạn nào chưa có tên, Dương Thơm một cây. Chị tặng cho Dương Thơm một cây này. Bạn nào đi ra khỏi livestream thì sẽ mất quà nha. Dương Thơm một cây. Trần Nguyệt một cây. Trần Nguyệt một cây. Huỳnh Thị Ly một cây. Chị tặng cho Huỳnh Thị Ly một cây. Trà My Nguyễn có rồi em nha. Trà My Nguyễn có rồi. Nhung Bờ một cây. Nhung Bờ một cây.
Trần Nguyệt chưa có này, Huỳnh Thị Ly có rồi. Trần Nguyệt một cây. Trần Nguyệt một cây rồi mọi người. Bây giờ Huyền nhắc lại cái luật chơi cho mọi người. Chị chỉ bán son kem lì thôi, không gửi thông tin địa chỉ ở trên livestream, mọi người lưu ý giùm em ạ. Chị đang livestream nên chị chưa check được tin nhắn, tí nữa nhân viên bên chị sẽ check nha. Inbox thông tin vào Facebook chị đang live. Thì trong ngày hôm nay thì Huyền sẽ tặng quà cho mọi người, sẽ tặng 500 phần quà cho tất cả những bạn nào đang ở trong livestream này. Thì cái phần quà này là son dưỡng môi Alice, giá trị của nó là 120.000 đồng. Nếu như mọi người mua ở ngoài livestream thì mọi người sẽ phải thanh toán là 120.000 cộng với phí ship nữa là 155.000. Nhưng trong livestream này, những bạn nào tương tác với chị bằng cách chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment 35k cộng số điện thoại, chị đọc tên đến người nào, người đấy được nhận quà, thì nhanh tay nhắn tin vào Facebook chị đang live, gửi thông tin địa chỉ của mình vào tin nhắn, không gửi ở trên livestream, mọi người lưu ý cho Huyền nha. Rồi sau đó Huyền sẽ tiếp tục tặng quà cho mọi người. Nếu như kể cả những bạn nào mua hàng hay là những bạn được nhận quà, nếu như phát hiện ra cây son này không trị dứt điểm tình trạng khô môi, chỉ sau 2 ngày sử dụng Huyền sẽ đền cho mọi người 1 triệu đồng. Màu son chị đang đánh là màu đỏ cam em nhé. Màu son chị đang đánh trên môi là son kem lì Alice màu đỏ cam. Son của nó là dòng cây như thế này. Son này thì nó có 7 màu nha mọi người. Nhưng mà son này là son Huyền sẽ tặng, Huyền sẽ bán chứ không có tặng. Lát nữa Huyền sẽ cho mọi người xem. Màu của Huyền đánh là màu đỏ cam. Son này gồm 7 màu: đỏ cam, đỏ tươi, đỏ ruby, đỏ đỏ tươi, đỏ ruby, hồng nu, hồng tươi, cam đất, cam nu. Đó là 7 màu son. Nhưng nó không phải là cây son mà nó là một set son nha mọi người. Nó là một set son như thế này, bao gồm một cây son, một cây son và một hộp tẩy trang môi. Một set của nó là như thế này nhá. Rồi, bây giờ bạn nào chưa chia sẻ livestream, màu chị đang đánh là màu đỏ. Em đang ở livestream nè. Ok Mai Thanh Hiền, màu chị đang đánh là màu đỏ cam, là son kem lì Alice em nhá. Tí nữa chị sẽ cho mọi người xem. Còn bây giờ chị sẽ tiếp tục tặng quà. Bạn nào chưa chia sẻ like thì chia sẻ like, sau đó comment cú pháp cho chị 35k cộng số điện thoại, không inbox là sẽ không có quà. Mọi người nhớ nha, gửi thông tin địa chỉ vào tin nhắn, không gửi ở trên comment. Bạn nào đã chia sẻ rồi thì tiếp tục comment cho chị, còn chưa chia sẻ thì chia sẻ cho chị, tag tên bạn bè người thân của mình vào. Chia sẻ rồi thì comment 35k cộng số điện thoại để nhận quà nha. Linh Đan Nguyễn một cây. Chị tặng cho Linda Nguyễn một cây. Bạn nào mà đã được nhận quà rồi thì vẫn ở lại livestream tương tác với chị bằng cách chấm phẩy đi ra khỏi livestream, cuối giờ chỉ hủy đơn quà. Bạn nào chưa có nữa nào? Kiều Liên một cây, chị tặng cho Kiều Liên một cây này. Tặng cho bạn Kiều Liên một cây nha. Màu chị đang đánh là màu đỏ cam em ạ. Chị tặng cho Thương Quách một cây. Thương Quách một cây này. Thương Quách Kiều Liên nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị, để chị gửi quà cho mọi người nha. Thương Quách có rồi. Em nữa nhiều. Nhiều nhiều ơi, nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị, chia sẻ livestream comment 35k cộng số lại để chị đọc tên. Sau đó được đọc tên rồi thì nhắn tin gửi thông tin cho địa chỉ vào tin nhắn Facebook cho chị nha. Uyên Lê một cây. Chị tặng cho Uyên Lê một cây. Thương Quách có rồi, Kiều Liên có rồi. Hiền Bi một cây. Chị tặng cho Hiền Bi một cây. Thương Quách có rồi em nhá. Bạn nào được tặng quà rồi thì vẫn ở lại livestream tương tác với chị bằng cách chấm phẩy, không đi ra khỏi livestream, cuối giờ chị điểm danh, nếu như không còn chị sẽ hủy đơn quà của mọi người. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ này. Son này 100% làm từ thiên nhiên, như là mật ong này, dầu ô lưu này, mangan này, là những thành phần giúp bột môi của chúng ta căng bóng mịn màng, căng bóng mịn màng và trị dứt điểm tình trạng khô môi sau 2 ngày. Nếu như không trị dứt điểm tình trạng khô môi, bên Huyền sẽ đền cho mọi người 1 triệu đồng. Bạn nào được đọc tên thì nhớ nhắn tin vào Facebook Huyền Live cho nha. Nguyễn Thị Hương Giang một cây. Chị tặng cho Hương Giang một cây này. Còn bạn nào chưa có nữa nào,
Nhung bờm có rồi nha Nhung bờm ơi, nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Thủy Ruby ơi em ạ, à, thì chia sẻ livestream và comment cho chị 35k cổng số này nha. Chị tặng cho Nguyễn Thị Kiều Tinh nè. Kiều Tinh ơi, nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Cảm ơn bạn Thảo Nguyễn nha. Em nhận được son rồi, xài hết promo luôn chị ạ. À, cảm ơn bạn Thảo Nguyễn nhiều nha. Khi nào dùng hết thì liên hệ với chị. Cây son này mọi người có thể dùng được khoảng tầm 3 cho đến 4 tháng nhá. 3 cho đến 4 tháng mới hết cây này. Mỗi ngày chúng ta sẽ dùng 1 đến 2 lần. Mà để đảm bảo là môi của chúng ta lúc nào cũng căng bóng và mịn màng thì chúng ta nên dùng ngày 2 lần nha, trước và sau khi đi ngủ nha. Đảm bảo là sau 2 ngày môi của chúng ta sẽ căng bóng mịn màng, trị dứt điểm tình trạng khô môi. Em đã chia sẻ rồi thì tag tên bạn bè của mình vào và comment cho chị 35k cổng số thoại. Muốn người thân bạn bè của mình cũng nhận được quà như mình thì mọi người nhớ tag tên các bạn vào để cùng nhận quà nhá. Rồi, tiếp tục tặng quà cho các tình yêu comment cho Huyền nha. 35k cổng số này, đọc tên đến người nào thì người đấy nhớ nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. BB Suli này, chị tặng cho BB Suli một cây. BB ơi, nhớ nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook cho chị nhá. Ok Thủy BB nè, mà em chưa có comment 35k cổng số này. Hạt bụi nhỏ ơi, chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment cho chị cú pháp 35k cộng số thoại. Chị đọc tên đến người nào, người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook chị đang livestream là Facebook Ngọc Alice nha. Son mà mọi người được tặng là son Alice, son dưỡng Alice này. Bình thường nếu như mọi người mua sẽ mua 120.000, cộng phí ship là 155. Nhưng trong livestream này mọi người chỉ cần thanh toán phí ship đồng giá 35.000. Còn cây son chỉ giá 120.000 này bên em sẽ tặng cho mọi người luôn. Mọi người chỉ cần chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment 35k cộng số điện thoại thì đều được tặng quà. Rồi, chị tặng cho Thủy Ribi một cây này. Thủy Ribi một cây em nhá. Thủy Ribi nhắn tin cho chị này. Oanh Bướng Mình một cây. Oanh Bướng Mình cũng nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Mai Thị Thơm một cây này. Chị tặng cho Mai Thị Thơm một cây. Màu chị đang đánh là son kem lì Alice nhá. Rồi Mai Thị Thơm một cây. Duy Trần ơi, đã chia sẻ rồi thì cảm ơn cho Huyền 35k cổng số này để Huyền đọc tên của bạn và bạn nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. Thì Ribi có rồi em nhá. Mai Thanh Hiền một cây này, tặng cho Mai Thanh Hiền một cây. Bạn mọi người ơi, mọi người tương tác với Huyền bằng cách chấm phẩy đi ạ. À, bạn nào được nhận quà rồi thì chấm phẩy cho Huyền ở trong livestream này tương tác nha. Còn không thì mọi người tăng tên bạn bè của người thân của mình vào để cùng nhận quà nhá. Rồi còn bạn nào chưa có nữa mọi người ơi, Oanh Bướng Mình chỉ tặng rồi nha. Và người tăng tên bạn bè người thân của mình vào. Màu son chỉ đánh là màu đỏ cam, là son kem lì Alice. Dòng son này thì nó cực kỳ là bền màu nha mọi người. Đánh lên thì cực kỳ là mềm môi và cực kỳ là bền màu. Rồi, chị tặng cho Quỳnh Nguyễn một cây. Quỳnh Nguyễn ơi, đã chia sẻ livestream và comment rồi thì nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị, sau đó ra livestream tương tác với chị nhá. Đừng đi ra khỏi livestream sẽ mất quà nha mọi người. Bạn nào đi ra khỏi live sẽ mất quà này. Luân Thanh một cây này. Luân Thanh cũng nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. Nếu như những bạn nào nhận quà hay là mua hàng bên Huyền phát hiện ra cây son này không trị dứt điểm tình trạng khô môi sau 2 ngày sử dụng, Huyền sẽ đền tiền cho mọi người 1 triệu đồng. Luân Liễu có rồi, Quỳnh Nguyễn có rồi, Duy Trần có rồi. Còn bạn nào chưa có thì chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó cầm bần 35k cổng số điện thoại cho Huyền. Ô em đâu, chị có nhận được cầm bần của em không? Mai Thanh Hiền ơi, chị tặng cho em rồi mà. Thanh Hiền có rồi, chị đọc tên rồi mà. Còn bạn nào chưa có nữa mọi người ơi, còn bạn nào chưa có nữa thì chia sẻ livestream và cầm bần nào. Phạm Luyến một cây này, chị tặng cho Phạm Luyến một cây. Phạm Luyến ơi, nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook chị đang livestream để bên chị gửi quà cho mọi người. Son này son dưỡng Alice thì nó không có gì là xa lạ đối với mọi người, nó đúng không ạ? Son này cực kỳ là quen thuộc rồi. Bây giờ mọi người lên mạng gõ Alice, son dưỡng Alice hoặc là son kem lì Alice, mọi người sẽ thấy nổi tràn lan trên Facebook. Bởi vì dòng son này được rất là nhiều người tin xài nha. Bạn nào chưa nhắn tin thì nhắn tin cho chị đi ạ. Nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Còn chưa có thì chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó cầm ơn 35k cổng số này. Luân Thanh có rồi, Luân Thanh có rồi. Còn bạn nào chưa có nữa không mọi người ơi, Luân Thanh Huyền tặng cho Luân Thanh rồi. Thức Thương Quán một cây nè.
Huyền tặng cho Thức Tương Quán một cây. Thức Tương Quán nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. Đã chia sẻ rồi, em chưa có hạt bụi nhỏ ơi. Chưa có thì chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân cho Huyền. Sau đó comment 35k cộng số điện thoại. Chia sẻ rồi thì comment 35k cộng số điện thoại để Huyền đọc tên. Đọc tên đến người nào, người đấy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. Mọi người đừng comment là em nữa hay là em chưa có gì cả. Mọi người lắng nghe khi Huyền nói. Chia sẻ like, sau đó comment 35k cộng số này để nhận quà. Chứ không cứ đừng đọc đến tên rồi mà cứ ba em chưa có, chị ơi em chưa có, em đã chia sẻ rồi mà chưa có. Mọi người nghe rõ này, chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment 35k cộng số này. Khi Huyền sẽ dựa vào phần quà này, Huyền sẽ dựa vào những bạn nào comment cho Huyền 35k cộng số này và đã chia sẻ livestream, Huyền sẽ đọc tên. Đọc đến người nào thì người đấy đã có quà, thì người đấy sẽ nhắn tin vào Facebook Huyền đang livestream gửi thông tin địa chỉ cho Huyền nha. Rồi, mọi người bạn nào đã nhắn tin đã được nhận quà rồi thì ở lại livestream, đừng đi ra khỏi live. Nguyễn Thị Dung một cây này. Oanh Bướng Bỉnh có rồi em nha. Oanh Bướng Bỉnh có rồi. Em thì chia sẻ livestream và comment cho chị 35k cộng số này nha. ST một cây, chị tặng cho ST một cây. Nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Mun Mun một cây này, tặng cho Mun Mun một cây luôn. Duy Trần có từ đầu rồi mà vẫn tiếp tục comment 35k cộng số thoại. Mọi người bạn nào đã được tặng quà rồi thì mọi người đừng comment lại 35k cộng số thoại mà mọi người comment bằng icon nha. Chị nghe này Giang Ánh Linh ơi, em nhận được quà rồi, Sơn giải thích lắm, cảm ơn bạn Trang Nguyễn nha. Ánh Lê một cây này, chị tặng cho Ánh Lê một cây. Còn bạn nào chưa có nữa, bạn nào đã được nhận quà rồi, đã nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị rồi, vẫn ở lại livestream để tương tác với chị, đi ra khỏi live chị sẽ hủy đơn quà. Đi ra khỏi live chị hủy đơn quà nhá. Giống như bạn này Heo Nabi nãy giờ là ngồi comment rất là nhiệt tình luôn. Hạt bụi nhỏ này, chị tặng cho hạt bụi nhỏ một cây. Hạt bụi nhỏ nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nhá. Rồi mọi người tag tên bạn bè người thân của mình vào để cùng nhận quà nhá. Son màu chị đang đánh là son kem lì Alice em nhá. Màu chị đánh là màu đỏ ca, màu này thì cực kỳ là tươi luôn. Duy Trần có rồi, tặng cho Hoàng Hạnh một cây này. Hoàng Hạnh cũng nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Hoàng Hạnh một cây rồi ạ. Có nha mọi người, phí ship đồng giá là 35.000. Mọi người son là Huyền sẽ tặng nhưng mà phí ship đồng giá là 35.000. Mọi người sẽ thanh toán cho ship nhá. Phí ship 35.000 thì mọi người sẽ thanh toán cho ship ạ. Rồi, Moon rồi, Moon chỉ tặng cho Moon rồi ạ. Chỉ tặng cho Moon rồi nhá. Còn bạn nào chưa qua mọi người, bạn nào có quà rồi thì comment lên cho Huyền đấy đấy ạ. Bạn nào có quà rồi thì comment cho lên cho Huyền đấy đi ạ. À, comment nhiệt tình đấy mọi người ơi. Và đăng lên bạn bè người thân của mình vào để cùng nhận quà như mình nhá. Đây là son giữ môi Alice. Còn bạn nào chưa có nữa thì chia sẻ livestream và comment 35k cộng số điện thoại nào. Hải Cú Mèo một cây này. Hải Cú Mèo. Nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nhá. Hải Cú Mèo một cây. Nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook chị đang livestream nha. Son màu này là son dưỡng môi em ạ. Son này là son dưỡng môi, màu của nó là màu hồng nhạt em nhá. Còn tí nữa chị sẽ cho em xem son mà chị đang đánh trên môi. Môi của chị đang đánh là son kem lì Alice nha mọi người. Màu chị đang đánh là màu đỏ cam. Màu này đánh lên thì cực kỳ là tươi luôn, rất là trẻ. Nhìn khuôn mặt của chúng ta rất là đẹp, rất là sáng nha. Tí nữa chị sẽ cho mọi người xem. Cảm ơn bạn Hoàng Ngọc nha. Em nhận được son rồi, thích lắm chị à. Cảm ơn Hoàng Ngọc nhiều nè. Rồi, coi bạn nào chưa có nữa thì tiếp tục chia sẻ livestream và comment cho Huyền nhá. Chị tặng cho Moon rồi. Chị tặng cho Moon rồi nhá. Son này nếu như mọi người, kể cả những người mua quà âm hàng hay được nhận quà bên chị, phát hiện ra cây son này không chỉ dứt điểm tình trạng khô môi, chị sẽ đền cho mọi người mỗi người 1 triệu đồng nha, để đảm bảo cho mọi người nhá.
Rồi, bạn nào chưa có thì tiếp tục chia sẻ livestream và comment cho chị. 35k cộng số này chia sẻ vào 5 hội nhóm, cộng một lần lên trang cá nhân. Chị lên son đi chị, đợi chị một xíu nữa. Còn bạn nào chưa có quà không mọi người? Còn bạn nào chưa có quà không để chị cho mọi người xem son chị đang xài nha. Son này cực kỳ là bền màu, cực kỳ là đẹp luôn. Đánh không bao giờ bị tâm môi nha mọi người. Tí nữa chị sẽ tẩy trang môi cho mọi người xem môi của chị khi không đánh son. Rồi, vậy là mọi người bạn nào cũng có quà rồi đúng không? 100% cây son này làm từ thiên nhiên nha mọi người, như là mật ong này, dầu mangan này, rồi vitamin E này, đều giúp môi của chúng ta căng bóng mịn màng. Trang phạm chưa có thì chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân cho chị. Sau đó comment 35k cộng số này để chị tặng quà cho mọi người nhá. Rồi, hạt cơm nhỏ một cây này. Chị tặng cho hạt cơm nhỏ một cây rồi nha. Hân Khải một cây, chị tặng cho Hân Khải một cây nè, Hân Khải một cây luôn nè. Duyên Nguyễn một cây nè, Duyên Nguyễn cũng nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền nha. Bạn nào được đọc tên rồi thì nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho Huyền. Hà Thanh ơi, em comment cho chị 35k cộng số điện thoại nhá. Bạn nào chưa được đọc tên thì comment cho chị 35k cộng số điện thoại. Hồng Thúy một cây nè. Chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó cảm ơn 35k cộng số này. Hồng Thúy một cây rồi. Hành móm một cây nè. Sao tên hành móm quen quen, hình như có rồi đúng không? Hành móm có rồi. Bạn nào được đọc tên rồi thì nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nhá. Hồng Thúy có rồi nha em. Chị tặng cho Hồng Thúy rồi. Bé Hổ một cây nè. Tặng cho bé Hổ một cây luôn nè. Ok Trang Phạm, bé Hổ một cây, Trang Phạm có rồi nha. Chị ơi em nhận được son rồi, son dài thích lắm. Cảm ơn bạn Ly Nguyễn nha, cảm ơn Ly Nguyễn nhiều. Khi nào dài hết son thì liên hệ với chị nha. Rồi, còn bạn nào chưa có quà nữa, mọi người chưa có quà thì tiếp tục chia sẻ livestream và comment 35k cộng số dài để chị đọc tên. Đọc đến người nào thì người đấy có. Thủy Ribi có rồi, có từ đầu like rồi em nha. Thủy Ribi có từ đầu like rồi. Bạn nào có quà rồi mà đi ra khỏi livestream, Huyền sẽ hủy đơn quà. Chị tặng cho Loan cưng một cây này. Loan cưng một cây nha. Chị tặng cho Loan cưng một cây rồi. Còn bạn nào chưa có nữa nào, còn bạn nào chưa có thì tiếp tục chia sẻ livestream và comment cho Huyền. 35k cộng số điện thoại nha. 35k cộng số điện thoại nào. Đúng rồi, em nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook chị đang livestream cho chị nhá. Không gửi thông tin địa chỉ trên livestream, bạn nào được đọc tên rồi là có quà, sẽ nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào tin nhắn cho Huyền. Có nha em, phí ship đồng giá là 35.000, còn cây son này có giá là 120.000, chị sẽ tặng cho tất cả mọi người. Son này chúng ta dùng được từ 3 cho đến 4 tháng. Cam kết nếu như không thì dứt điểm tình trạng khô môi, chị sẽ đền cho mọi người 1 triệu đồng. Tặng cho Hồng Nhung một cây này. Hồng Nhung gửi thông tin địa chỉ cho chị vào Facebook livestream, chị đang livestream. Em có chưa nè, Trang Phạm có rồi em nhá. Phí ship là 35.000 đồng giá nha mọi người, còn son là chị sẽ tặng free. Hà Thanh một cây. Bạn nào đã được nhận quà rồi, đã gửi thông tin địa chỉ rồi thì vẫn ở lại livestream để tương tác với chị. Tí nữa chị sẽ... Rồi Lương Thúy có rồi, Lương Thúy có rồi ạ. Màu son chị đang đánh là màu đỏ cam nha. Son chị đang đánh là son màu đỏ cam. Tặng cho Phạm Lý Hoàng Oanh một cây. Phạm Lý Hoàng Oanh một cây. Ví dụ nếu như bạn nào ở xa thì 3 đến 4 ngày mọi người sẽ được nhận hàng. Còn nếu như ở gần trong Hồ Chí Minh thì 1 đến 2 ngày mọi người sẽ được nhận quà nhé. Ok Tường Vi, em cảm ơn cho chị là 35k cộng số này để chị tặng quà cho Tường Vi nhá. Đúng rồi, tổng là 35.000, đây là phí ship. Chị tặng rồi em trả phí ship đồng giá là 35.000 nha mọi người. Còn sau này chị sẽ trả phí ship là mọi người sẽ thanh toán cho ship nhá. Mọi người sẽ thanh toán cho ship 35.000 đồng giá nhá. Rồi Huyền bây giờ ok, ok Ngọc này, ok Ngọc.
Nguyễn Thị Kiều Trinh này, tặng cho Nguyễn Thị Kiều Trinh, Kiều Trinh một cây này. Ok, chị sẽ cho mọi người xem son, mọi người đừng đi ra khỏi like. Đi ra khỏi like là chị sẽ hủy đơn quà nhá. Màu chị đang đánh là màu đỏ cam em nha. Màu chị đang đánh là màu đỏ cam. Đây là son kem lì Alice. Đây là son kem lì Alice mọi người. Nó không phải là cây son. Lưu ý dùng chỉ không phải là cây son mà là một set son như thế này. Bao gồm một hộp tẩy trang môi, một cây son, một và một cây son kem lì. Khi mà đánh lên môi, Huyền cam kết cực kỳ là bền màu, cực kỳ là căng bóng mịn màng, không gây khô môi, không gây tâm môi. Chị tặng cho Phạm Phương Thủy một cây này, Phạm Phương Thủy nhá. Phương Thủy một cây này. Phương Thủy nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị nha, Phương Thủy một cây. Gửi thông tin địa chỉ ở trong tin nhắn em nhá. Trang ơi, gửi thông tin địa chỉ ở trong tin nhắn. Bao gồm một cây son kem lì, một hộp tẩy trang môi và một cây son dưỡng như thế này. Bình thường em chỉ sẽ bán giá là 250.000 một set, cộng với son dưỡng là 370, phí ship là 405.000. Phí ship là 405.000 nha cho một set như thế này. Bây giờ chị sẽ test thử mọi người. Gần rồi nha em, 10 phút nữa chị sẽ tốt, sẽ chốt. Set son này là chị bán chứ chị không tặng. Tí nữa chị sẽ chơi lớn với mọi người bằng cách giảm giá cho mọi người đến 50%. Chứ son này mà bán tặng cho mọi người là bể nợ luôn. Bây giờ chị sẽ test thử cho mọi người. Bạn nào muốn xem màu nào thì các bạn cứ comment, chị sẽ cho mọi người xem màu son nhá. Son này là son kem lì nha mọi người. Và đây là hộp tẩy trang môi. Ok, Mai Thị Thơm này. Trang ơi, chị nói rồi mà, em gửi thông tin địa chỉ vào. Son môi dùng 1 năm có được không? Được cho chị Duyên ơi. Nếu như mà mọi người dùng không thường xuyên thì nó phải là lâu nó mới hết. Nhưng mà nếu như chúng ta dùng đều đặn á, thì khoảng tầm 3 đến 4 tháng là hết nhá. Nhưng mà cây này nếu như chúng ta dùng và bảo quản thì khoảng tầm được 1 năm. Bây giờ mọi người muốn Huyền cho mọi người xem màu nào thì mọi người cứ comment nhá. Son nó bao gồm những màu như sau. Màu đỏ cam, đỏ cam này, hồng tươi, cam nu, đỏ ruby, đỏ ruby, hồng nu. Có nha em, có màu hồng tươi và màu hồng nu luôn. Chị sẽ test thử cho mọi người. Mọi người bạn nào muốn lấy màu nào thì mọi người cứ comment. Nó có 7 màu nha mọi người, chỉ sẽ cho mọi người xem. Cam đất. Cam đất màu đỏ cam đi à, đồ ok mọi người. Set son này là 405.000 nha mọi người. Nhưng một tí chị sẽ bán cho mọi người với giá ưu đãi luôn. Mọi người muốn chị thử màu nào trước cho mọi người? Màu nào trước đây mà mọi người? 7 màu nha mọi người, đây là 7 màu son. Không có màu đỏ cherry em nhá. Đỏ tươi, cam đất, cam hồng nu, đỏ ruby, cam nu, hồng tươi và đỏ cam. Đây là 7 tông màu của set son kem lì. Nó không phải là cây, mọi người lưu ý dùng chị. Nó bao gồm một hộp tẩy trang môi, một cái hộp ép kim như thế này cực kỳ là đẹp. Chị ơi, dậy hồi nãy là son gì? Hồi nãy là son dưỡng môi em nhá. Thử đỏ cam xem. Ok chị ạ. Bây giờ em sẽ thử màu đỏ cam cho mọi người xem. Set này bình thường chị sẽ bán 405.000, nhưng tí chị sẽ sale cho 10 người đầu tiên. Chị sẽ sale cho 10 người đầu tiên nha. Với giá là 250.000, nhưng chỉ duy nhất 10 người ở trên livestream này. Comment cho chị 250k cộng số dài để giữ đơn. Để giữ đơn cho 10 người đầu tiên thôi nha. Còn mọi người lấy màu nào thì bây giờ chị sẽ thử cho mọi người xem. Set son này 405.000, Huyền sẽ bán cho 10 người đầu tiên. Son hồi nãy là son chị tặng không có bán em nhé.
này là son chị bán cho mọi người. Bạn nào lấy son này thì chị chỉ bán cho 10 người đầu tiên comment cho chị cú pháp 250k cộng số này để giữ đơn. Chỉ 10 người thôi. Son này đáng ra là chị không thể đem lên cho mọi người, nhưng mọi người hỏi chị sẽ thử cho mọi người xem. Bạn nào chốt thì chốt, còn không thì thôi. Còn son chặt thì chị vẫn tặng. Son này là son tặng, chị vẫn tặng nha. Trên livestream này là đáng ra chỉ tặng quà thôi. Mọi người hỏi thì chị sẽ cho mọi người xem. Son tặng màu gì? Son tặng là màu hồng nhạt nha. Màu là màu hồng nhạt, nó trị khô môi và thâm môi. Son tặng là son màu hồng nhạt cho mọi người. Son này em mang lên cho mọi người xem á. Rồi bây giờ em sẽ test thử màu đỏ. Chị ơi, son tặng có màu không? Màu hồng nhạt em nhá. Son tặng có màu hồng nhạt. Bây giờ chị sẽ test thử màu cam đất cho mọi người. Set son này bình thường mọi người mua giá là 405.000, bao gồm một hộp tẩy trang môi, một cây son dưỡng và một cây son kem lì, cộng cả phí ship là 405. Nhưng trong livestream này 10 người đầu tiên comment 250k cộng số này, Huyền chỉ chốt cho đúng 10 người thôi. Mọi người lựa chọn màu sau, còn muốn giữ đơn thì comment 250k cộng số này nhá. Lạp không có màu đỏ đất em nhé, có màu cam đất nha. Bây giờ chị sẽ thử màu cam đất. Màu này là màu chị cực kỳ là ưng luôn. Màu này đánh lên thì mặt mình rất là tây. Chị ở Hồ Chí Minh nha. Đây là màu cam đất nha mọi người, đây là màu cam đất, nó cực kỳ là bền màu luôn. Nếu như bình thường mọi người mua một set son bao gồm một hộp tẩy trang môi, một cây son môi, một cây son kem, một hộp son dưỡng như thế này là 405.000, hộp của nó là bằng hợp kim, cực kỳ là bền, cực kỳ là sang luôn. Thì trong livestream này bạn nào comment cho Huyền cú pháp 250k Huyền sale đến 50% cho mọi người, nhưng chỉ 10 người đầu tiên và 10 người duy nhất. Alice Ngọc, Alice là nick fake của chị à không? Đây là nick fake của chị chủ nha em. Đây là nick fake của chị chủ á, là chủ của hãng son này. Rồi, bạn nào mà lấy cây này nữa thì mọi người chia sẻ livestream và comment 250k cộng số là để nhận một set son như thế này, chỉ với giá là 250.000, giá gốc là 405 nhá. Bây giờ mọi người muốn Huyền thử màu nào ạ? Bây giờ mọi người muốn Huyền thử màu nào nữa mọi người ơi? Còn màu nào mọi người muốn Huyền thử nữa mọi người comment lên nha. Đó là chị Ngọc em nhé, đó là chị Ngọc Alice, là chị chủ của hãng son như thế này. Son chị tặng là son dưỡng như thế này em nhé. Của nó là màu hồng nhạt như thế này. Đúng rồi em gửi. Mọi người gửi thông tin địa chỉ của mình vào Facebook Huyền đang livestream. Son này là son dưỡng Alice nha mọi người, cây này có giá là 120.000. Bây giờ chị sẽ test thử cho mọi người xem màu hồng nu. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân em nhé. Đúng rồi, quà tặng là son dưỡng em ạ. Bởi vì nãy giờ chị đã lên son này đâu, bây giờ chị mới lên son này mà. Màu chị đang đánh là màu hồng nu nha. Trông rất là tây luôn nha mọi người, màu này đánh lên mặt rất là tây. Rồi, bạn nào muốn Huyền thử màu nào nữa thì mọi người comment nhá. Set son này nó sẽ bao gồm này một hộp tẩy trang. Son đó là son dưỡng mà em, son đó là son dưỡng
Nên là nhóm chúng ta sẽ đánh để chỉ thâm môi, chỉ khô môi. Chỉ thâm, chỉ khô và giúp môi của chúng ta căng bóng mịn màng. Màu của nó chỉ là màu hồng nhạt thôi. Còn son lì là son này. Chị 3 phút nữa chị sẽ chốt cho mọi người. 3 phút nữa chị sẽ chốt. Nó là một set son bao gồm này, một cái hộp kim như thế này. Một hộp kim như thế này cực kỳ là sang. Ở trong là có một hộp tẩy trắng môi, một cây son kem lì, cộng một son dưỡng như thế này. Bình thường mọi người sẽ mua giá là 405.000, 405.000 nha mọi người. Còn trong livestream này bạn nào chốt comment 250k cùng số này sẽ chốt được set son này chỉ với giá 250.000. Rồi bây giờ Huyền sẽ test thử một màu cho mọi người, nữa là Huyền sẽ điểm danh các bạn được nhận quà. Còn ai chưa được nhận quà thì các bạn chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó comment 35k cộng số thoại để chị tặng quà cho bạn đó nhé. Ok Thủy Ruby, ok bạn Quỳnh Nguyễn nè, Quỳnh Nguyễn ơi. Rồi ok, chúc cho Quỳnh Nguyễn một set là màu cam đất. Xin Quỳnh Nguyễn nhắn tin chụp màn hình cái phần mình đã cầm mân 250k cổng số này lại, nhắn tin gửi vào Facebook Quyền đang livestream để nhân viên bên Huyền gửi hàng cho Quỳnh Nguyễn nhé. Màu cam đất là tông màu cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Riêng về màu cam đất đánh lên mặt rất là tây luôn nha. Trông cam kết mọi người không tây, Huyền không lấy tiền luôn. Rồi bây giờ Huyền sẽ điểm danh mọi người. Trong lúc điểm danh Huyền sẽ test thử cho mọi người màu, một cái màu nữa đó là màu đỏ ruby. Mọi người ơi, điểm danh nào, bạn nào được tặng quà rồi vẫn còn ở trong livestream thì điểm danh bằng cách cầm mân lên mọi người ơi. Sang Ánh Linh, em còn chưa nhận được hàng. Nha Ánh Linh là bữa em mua hàng hay là em nhận quà em? Bữa em được nhận quà, chị có nhớ Giang Ánh Linh, chị có nhớ em mà. Mọi người cầm mân lên nào mọi người ơi. Huyền để cho mọi người 3 phút để mà... Ê có cụ sạc đó, không sạc chúng ta cũng tắt nguồn rồi. Cầm mân cho Huyền trong vòng 3 phút nha. Phạm Lý Hoàng Oanh, chị ơi chị có quà chưa? Bạn nào chưa có thì chia sẻ livestream cho Huyền nhé. Chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó em đặt tuần trước cây son màu đỏ cam. Em ơi em chụp màn hình lại và nhắn tin gửi lại vào Facebook chị đang livestream cho chị với. Gửi lại thông tin vào Facebook chị đang livestream cho chị nhé. Nhân viên bên chị đã rep tin nhắn của em chưa? Đã gửi hàng cho em chưa? Em hỏi. Em nhắn tin vào Facebook chị đang like đi. Hỏi lại cho chị là em chốt đơn mà chưa nhận được quà, à chưa nhận được hàng. Màu chỉ đang đánh là màu đỏ ruby nha mọi người, đỏ ruby. Còn bạn nào chưa có quà nữa nào, em nhắn tin cho chị nha, nhắn tin lại vào Facebook này cho chị với để chị kiểm tra đơn quà cho em, đơn hàng cho em. Em nhờ nhân viên kiểm tra lại đơn hàng cho em nhé. Bạn nào đã được đọc tên hồi nãy rồi thì nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook ra trong livestream cho Huyền nhé. Nhắn tin vào Facebook Huyền đang livestream cho Huyền. Thì cây son dưỡng này Huyền nhắc lại cho mọi người nhớ này. Son này nếu như mọi người mua ở ngoài livestream sẽ có giá là 120.000 một cây. 120.000 một cây nha, cả phí ship là 100. Em đã được nick Huyền Trần, nick đấy bị hack rồi em. Nick đấy bị hack rồi. Bây giờ em nhắn tin lại vào Facebook chị đang like đi. Em gửi số điện thoại và địa chỉ cho em. Địa chỉ của em vào cái Facebook đó cho chị. Facebook đó bị hack rồi nên bây giờ chị không tìm được địa chỉ của em. Em nhắn tin lại vào Facebook chị đang like. Gửi thông tin địa chỉ cho nhân viên chị kiểm tra lại là xem hàng của em đã đi chưa nhá. Em nhắn tin gửi thông tin số điện thoại địa chỉ của em trong tin trong
Bút chị đang like, em đã đọc và inbox rồi. Ok Mai Thanh Hiền, để nhân viên chị kiểm tra lại xem đơn của em đi chưa, bởi vì cái Facebook kia nó bị hack rồi, nên là chị không có vào được quay đó nữa nhá. Rồi, mọi người bạn nào được nhận quà rồi thì comment thương với em nào. Bạn nào đi ra khỏi livestream là sẽ bị mất đơn quà nhá. Rồi ok mọi người. Mình chưa có quà. Nhung Hồng ơi, Nhung Hồng cầm ơn cho Huyền 35k cổng số thoại nhá. Tặng cho Nhung Hồng một cây này. Tặng Nhung Hồng một cây rồi ạ. Còn bạn nào chưa có nữa không? Duyên Nguyễn. Chị Duyên Nguyễn có rồi ạ, à, chị Duyên Nguyễn có rồi. Em hỏi còn bạn nào chưa có quà không mọi người? Còn có quà rồi thì mọi người comment cho em là có quà nha mọi người, comment cho em là có quà. Em sẽ chốt bạn nào có chữ có quà là em sẽ chốt chốt quà cho bạn đó nha. Các bạn comment cho mình là có quà. Bây giờ chị chốt rồi nha. Mọi người comment cho chị là có quà. Bạn nào có rồi, bạn nào nãy giờ chia sẻ rồi, nhắn tin rồi, gửi thông tin địa chỉ rồi thì comment cho chị có quà. Mình chưa có quà thì chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cờ một lần lên trang cá nhân. Cầm ơn 35k cộng số ngoài để Huyền đọc tên. Sau đó được đọc tên rồi thì nhắn tin gửi thông tin địa chỉ vào Facebook Huyền đang livestream. Mọi người cầm ơn cho Huyền là có quà nha. Đừng cầm ơn chấm nữa. Cầm ơn chỉ có quà để Huyền lọc. Để Huyền lọc những bạn nào có tin nhắn. Có cầm ơn có quà để Huyền tặng quà nha. Cầm ơn là có quà nha mọi người. Chưa có quà thì chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó comment 35k cộng số này để Huyền tặng quà cho mọi người. Còn bạn nào đã nhắn tin rồi, đã có quà rồi thì comment có quà cho Huyền. Để Huyền lọc lại cái phần mềm. Bạn nào có chữ có quà thì bạn đó đó có sẽ được gửi quà. Còn những bạn nào đi ra khỏi livestream từ đầu thì sẽ mất quà vậy thôi. Mọi người comment cho Huyền là có quà nhá. Rồi, chị tặng cho Tuyết Nhung một cây, Tuyết Nhung một cây nè. Hằng Thúy một cây, Hằng Thúy Tuyết Nhung. Hằng Thúy Tuyết Nhung nhắn tin gửi thông tin địa chỉ cho chị. Gửi thông tin địa chỉ cho chị vào tin nhắn chị đang livestream để chị gửi quà cho mọi người. Lê Hít Ngọc một cây, tặng cho Lê Hít Ngọc một cây nè. Tặng cho Lê Hít Ngọc một cây rồi. Bạn nào chưa comment có quà thì comment nhanh nào mọi người. Để cho mọi người một phút cuối cùng để mọi người cầm ơn có quà nha. Bạn nào mới được đọc tên rồi cũng cầm ơn có quà cho Huyền nha, để Huyền chốt quà. Ok Thanh Hiền này, ok Nhung Hạnh Móm nè. Rồi bạn nào chưa có thì chia sẻ livestream và cầm ơn 35k cùng thông tài. Trần Nguyệt Kiều Lên, Hà Thanh, Thị Vân, Hoàng Thủy, Nhung Hồng, Thị Vân có rồi em ạ. Từ Thị Ngọc, Kiều Liên, Thị Vân có rồi. Từ Thị Ngọc có rồi ạ. Rồi còn bạn nào chưa có nữa nào? Kiều Trinh rồi, Mỹ Huyền rồi, Hai Cú Mèo rồi, Linh Đan Nguyễn rồi, Duyên Nguyễn rồi. Bạn nào chưa nhắn tin gửi thông tin địa chỉ thì nhắn tin gửi thông tin địa chỉ để gửi quà nha. Hân Khải rồi, Thức Tương Quán rồi, Mỹ Huyền rồi, Linh Đan Nguyễn rồi. Rồi ok mọi người, Trần Thị Cẩm Ly rồi, Kiều Trinh rồi em nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ off live stream. Hẹn lại gặp lại mọi người vào live stream lần sau nha.